Chào mừng các bạn trở lại với kênh tin tức trong ngày 24/7. Hãy like và subscribe để theo dõi tin tức trong ngày. Sau đây là phần tin tức. Vịt chết hàng loạt sau khi ăn cá nổi trên sông Âm. Sau khi xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt bất thường trên sông Âm, Thanh Hóa, hàng trăm con vịt cũng lăn ra chết. Số gia cầm này có ăn tôm cá trên dòng sông này. Ông Lê Văn Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Giao An, huyện miền núi Lang Chánh, Thanh Hóa cho biết, một hộ dân trên địa bàn vừa bị thiệt hại nặng vì vịt lăn ra chết hàng loạt. Theo đó, gia đình ông Trần Văn Sinh ở làng Bắc Nậm, xã Giao An có tổng đàn vịt hơn 200 con thả trên sông Âm. Sau khi nhận thông báo của xã về tình trạng cá chết trên sông Âm, ngày 27 tháng 7, ông Sinh đã lùa đàn vịt về chuồng, tuy nhiên đến tối cùng ngày, đàn vịt bỗng nhiên lăn ra chết. Qua thống kê đã có hơn 140 con vịt của gia đình ông Sinh chết bất thường. Nhận tin báo, chính quyền xã cử cán bộ xuống lập biên bản số vịt chết nêu trên. Đồng thời, chúng tôi đã báo cáo vụ việc lên huyện và tổ chức thiêu hủy đàn vịt chết, ông Tiến nói và cho hay. Điều đáng nói là qua kiểm tra, số vịt chết có ăn cá tôm trên sông Âm. Trước đó, trưa ngày 27 tháng 7, người dân xã Giao An ra sông Âm phát hiện cá tự nhiên chết hàng loạt, nổi trắng trên sông. Quá lo sợ vì hiện tượng cá chết chưa từng có, người dân đã báo cáo lên chính quyền. Ủy ban Nhân dân xã Giao An nhận định đây là hiện tượng cá chết bất thường nên đã khuyến cáo bà con không được vớt cá chết về làm thực phẩm hoặc cho gia súc, gia cầm ăn, tránh xảy ra tình trạng bị ngộ độc thực phẩm. Xã cũng khuyến cáo người dân không nên sử dụng nguồn nước sông để sinh hoạt. Theo thống kê của địa phương, khoảng hơn một tạ cá tôm tự nhiên chết bất thường trên sông Âm, đoạn chảy qua xã Giao An. Hiện Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lang Chánh đã cử cán bộ xuống tận nơi kiểm tra tình hình và lấy mẫu nước gửi về tỉnh xét nghiệm. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.